Em chiều fan sương sương thôi. Ai dè fan cứ hỏi làm tôi phải trả lời. Video hôm nay sẽ là lời giải thích cho những khúc mắc bấy lâu nay của fan gãy TV. Ai là người sẽ rời gãy TV sắp tới đây? Ai đã lặng lẽ rời đi mà không thông báo với fan? Giờ thì like rồi vạch trần bí mật này nhé. Câu 1. Chị Thảo Ly mới đây đã đi du lịch ở đâu? Chịu khó cày view cho chị Kính thì chắc chắn sẽ trả lời được câu này. Video chị Thảo đi Thái Lan đã có trên kênh chị Kính Đố Vui rồi đó. Mở bát du lịch đầu năm quá xá luôn chị Thảo ơi. Chuẩn bị đi Thái Lan. Mọi người hãy đón chờ vlog của chị ở YouTube chuẩn bị Thái Lan nhé. Đi du lịch cùng ai? Điều bất ngờ ở đây là chị ấy đi một mình nha. Bảo sao không dấy lên tin đồn cơ chứ. Giờ thì cùng xem tin đồn là gì nào. Đi Thái Lan đã làm chị ấy bị dính tin đồn gì? Có người đồn Thảo Ly rời gãy TV, nhưng chính chủ thớt cũng xác nhận đây không phải là tin đồn nữa nha. Do fan đã rõ rồi thì đừng hỏi chị Kính nữa đó. Sao chị không đi làm? Bởi vì chị nghỉ rồi. Chị không đi làm nữa nha. Mà chị Thảo từng làm diễn viên chính là phim nào? Bộ phim Hai Anh Em đã phát sóng đến tập 734 rồi. Vậy là đã hơn 2 năm chúng ta gắn bó với hai anh em Hiếu Thảo và những câu chuyện xoay quanh gia đình này. Fan gãy chắc đang khóc hết nước mắt đấy. Ôi em không mời đâu, ai lại cần cứt bịt thôi. À không muốn à? Rồi. Thế vì là vị khách này không muốn bơi nên chúng tôi không ép nhá. Ngoài dịch vụ trên ra thì chúng tôi còn dịch vụ tắm nắng và massage nữa. Thảo, lên bờ. Ây ơi, anh ơi, đau quá, đau quá. Tôi anh ơi, lên luôn, anh ơi, tôi đây thôi. Anh ơi, thôi, lên luôn rồi. Rồi, đây. Ngoài Thảo Ly, còn thành viên nào cũng dính tin đồn rời gãy TV? Toàn những thành viên cốt cán của gãy bị đồn, hết chị Thảo rồi đến chị Nhung cũng dính tin đồn đã rời gãy TV. Fan còn được cơ hội dỗi bả vì rời team Hồng có thông báo cho fan cỡ. Câu 6. Nhưng chị Nhung đã làm gì để bị dính tin đồn đó? Vì bầu pizza và sức khỏe chị ấy bị yếu nên chị Nhung nghỉ ở nhà dưỡng thai đó. Đợi sinh pizza rồi ẻm lớn xíu là chị Nhung trở lại cuộc đua liền ạ. Ngày hôm nay Nhung quay vlog này để giải thích cho mọi người tại sao khoảng 1 tháng rưỡi vừa qua Nhung mất tích. Đó là vì một lý do rất đơn giản thôi. Nhung có bầu em bé thứ hai và sức khỏe yếu hơn nên là Nhung đã nghỉ dưỡng thai, nghỉ sinh sớm hơn dự định một chút mọi người ạ. Thế này thì mong là mọi người thông cảm nhá. Có vậy, vậy anh Tuấn có nghỉ làm để ở nhà chăm chị Nhung không? Rồi thì một người phải đi làm chứ. Anh Tuấn vẫn tham gia nhiệt tình ở các vai diễn nha. Ông còn phải kiêm luôn phần chăm khoai tây nữa đó.
có đi làm kiếm thêm thu nhập giúp ông bà bầu không? Hồi chưa nhập ngũ thì còn được đóng vai phụ, chứ giờ em đi học rồi là Hồng được làm part time ở gãy đâu nha. Cơ mà đi học tự hào khoe với các bạn là mình từng làm diễn viên rồi đó. Ơi đấy hả? Vâng, thi thoảng em cũng cho cháu đi chơi, cháu biết đây biết đó chứ ở nhà mãi cũng chả. Hợp lý rồi. Khoai tây ơi, khoai tây đẹp trai thế nhỉ? Khoai tây đẹp trai trong bố đúng không? Anh nói thế cũng nổi. Trông chị Nhung đen như củ tam thất ạ. Trắng thế này là phải giống chị Nhung. Anh nhờ, trộm vía trộm vía. Câu 9 cũng là Nhung, nhưng chị Nhung nào mới là thành viên đã rời gãy TV? Ngày xưa gãy TV có tận 3 chị Nhung, mà giờ cả 2 chị Nhung kia đều rời team đi rồi, còn mỗi chị Thị Nhung thôi ạ. Câu 10, ai trong gãy TV đang tạm nghỉ để đi nghĩa vụ quân sự? Mới tạm chia tay anh em để đi quân sự 2 năm, mà anh em nào đã đồn anh Mạnh Hùng nghỉ chơi với team, xong rồi gãy TV luôn. Ông ở trong đó, ông buồn lắm đó. Đối với mọi người thì vì một số lý do cá nhân, cho nên là sang năm 2024, Hùng sẽ không còn tiếp tục làm việc và đồng hành cùng gãy TV nữa. Gương mặt cũng một chút đượm buồn, tiếc nuối. Hùng, em có gì muốn nói ở cái vlog này không? Chị nghĩ là đây sẽ là lần cuối cùng chị được quay em. Quay đây, quay đây. Buồn quá trời à. Câu 11, ngoài việc đi nghĩa vụ quân sự tạm xa gãy, Mạnh Hùng còn có tin sốc nào nữa? Không biết anh chị ấy có chuyện gì, nhưng fan cùng lúc đón nhận hai tin sốc từ anh Hùng. Một là anh ấy đi nghĩa vụ, hai là chia tay với chị Phương Anh đấy. Nguyên ơi không rời, yêu thương không rời, năm nay chúng ta từng nên hứa bên nhau, em nhớ mà. Cho nên hoa hồng một chút mênh mông nhìn xa xa. Thôi vì nay chúng ta đành đành đứng qua nhau như phim đàn. Người ôm giấc mơ này nhung nhớ về bà. Câu 12, anh Hồ Việt Hoàng có quay lại tim gãy không? Ai thấy ổng đóng phim ngây ngô thuở đầu rồi bảo ổng quay lại gãy đó. Anh Hoàng chỉ hợp tác với gãy thôi, chứ ổng có sự nghiệp riêng rồi nha. Câu 13, bạn có nhớ thành viên này tên là gì không? Chắc ai đó còn nhớ chị Theo Báo. Mới báo có vài lần mà chị ấy đã rời team rồi. Không biết giờ bà làm nghề gì rồi ta. Rồi, không còn cặp đôi báo thủ ngày nào nữa rồi. Câu 15, còn thành viên nào cũng dính tin đồn rời gãy TV nữa? Ai biết thì comment xuống dưới nhé. Video đến đây là hết rồi. Bạn muốn hóng hớt được tin hot nhất thì đừng quên like và đăng ký kênh cho chị Kính nha.